để kia. Mình đang mì xong rồi. Em để bị ấy trên trên. Thì hai cái ghế lộn lên trên pha những cái chị đó. Rồi không có bánh cái đen ở dưới mình gỡ. Cho nãy em chưa lấy cái giấy chị với cái ghế lên thôi. Thảo chi vậy? Em tưởng không được. Giúp chị bỏ vali ly rồi. Không dễ thì hai nó đi chút qua bên kia đánh lại. Ừ, chút bên kia đánh lại. Nó bị chậm mất nước gì nữa. Thường là qua đây thì cho các thầy được chia sẻ một chút về cái vấn đề văn nghệ tại khu khách sạn này. Thì có lẽ là chia sẻ đây là một cái tâm nguyện mà cá nhân là một cái thao thức bấy lâu nay với thầy. Đó là trong lúc đó mình thấy tại hải ngoại, ví dụ Mỹ, Úc, Canada và tất cả các nước châu Âu thì văn nghệ phát triển rất là mạnh, đặc biệt là cái tinh thần văn nghệ người Việt mình ủng hộ rất là mạnh. Thì được cả một tổ chức nhạc hội thì tất cả mọi người đi rất là đông, nhưng mà tại Nhật Bản thì cái tinh thần này là hầu như là bây giờ mới khởi đầu thôi, đó mới khởi đầu, cho nên là cái vấn đề mà để đi vào trong cái lòng của tất cả những cái người Việt Nam ở đây nó còn một cái gì đó vẫn chưa mở ra được hết cả. Đó đó, cái bước đầu tiên bây giờ nắm này có tâm trí làm là một bước khởi đầu, để từ đó là có thể đánh thức được cái tinh thần văn nghệ của tất cả anh em cộng đồng anh em người Việt Nam đang sống tại Nhật, được có cơ hội hiểu đúng hơn về cái tinh thần văn nghệ của người Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt là dòng nhạc dân tộc truyền thống từ những dân tộc của quê hương và dòng nhạc trẻ của chúng ta tại quê hương. Cứ mỗi năm là thầy có một chùa Hòa Lạc đến cô bé nữa. Ngày hôm qua thầy thấy anh Hòa Lạc có chụp cái đứa bé ôm đấy.
đứa bé đó học trò mà thầy đấy. Giờ ở trong shop đó. Giờ trong shop đó học trò mà thầy đó, thầy chụp lên mạng nó ồ, nó lên nó chụp ảnh với đứa học trò mà thầy này. À, mà đó là cái gần cái chùa thầy luôn đến đó luôn đó. À, thì về đấy rồi thì thầy cũng có như thế mình nguyện cầu ơn trên Tam Bảo. Trước tiên là đảnh lễ sư ông là gia hộ cho sư ông luôn luôn khắp thể thân an cho sư gì đồ, và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho ni sư Tâm Tuyền và cô Tâm Trí luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục phụng sự và lo cho Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản. Và nguyện cầu ơn trên Tam Bảo gia hộ cho anh Hoài Linh cùng với tất cả anh chị em có nghệ sĩ chị Thanh Hằng, chị Hòa Miền và các anh chị em khác luôn luôn đầy đủ niềm vui hạnh phúc và khỏe mạnh để mang cái dòng tiếng ca, dòng hát tiếng ca của mình đến cho tất cả mọi người cùng chung vui và thấy hạnh phúc hơn. Và một lần nữa cùng được biểu các bạn nhân hội tất cả anh chị luôn luôn là đầy đủ cái nghị lực để sức khỏe để vượt qua tất cả những cái khó khăn, những cái điều mà không như ý để vượt trả hơn trên con đường hoàn thành cái sứ mạng của mình. Nam mô A Di Đà Phật. できるよね。先生なんか一言短いで。
皆さんこんにちは。もうほとんどの人が知っていると思います。今回チャリティー第1回目のこのセミナーです。監督のこういう温かい気持ちがこのように利用するんだと嬉しそうになったら、皆さんが止まったことは輪を広げて大きく大きく広がっていくことをお願いいたします。今パッと言ったように、おせらってるのは本当に難しいようで簡単なんです。簡単なんだけどまた難しい。これがどこの国に行きましてもみんな同じなんですね。どうぞこの頭に入れて皆さんのお力を発揮してもらえればありがたいと思います。Họ thường nói là lần này cụ rất là vui mừng khi được lịch sự dắt nối của anh Hồi Linh, mà lần này đã được tổ chức rất là thành công ở trên Tokyo, là đại hội ca nhạc thầy kịch gây quỹ Vũng Chùa. Đây là lần đầu tiên mà được nhiều người hưởng ứng và ủng hộ hết mình như vậy, và họ từng hết sức mong mỏi anh Hồi Linh cũng như tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ ở đây thì chúng ta cũng đừng có quên Nhật Bản và hãy cố gắng ủng hộ đồng lòng hiệp lực cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản càng ngày càng lớn mạnh lên. Và anh cũng nói rất là đúng, khi mà làm chùa làm việc khó mà dễ, dễ mà khó là ở chỗ là cần phải có tâm huyết, phải có cái trí não, phải có tâm hồn thì làm phải cho đồng lớn hơn cái căn nhà bên cạnh. Thì họ thường cũng hy vọng mà chúc thầy Phật sự được viên thành, mọi việc được thành công và tốt đẹp. Thì cụ cũng rất là vui khi mà thấy cộng đồng của chúng ta đi đến đâu cũng có dấu ấn của người Việt Nam và sự đoàn kết yêu thương đồng bào thể hiện qua cái chương trình tổ chức đại hội ca nhạc lần này. Thì cuối cùng rồi thì họ thường cảm ơn anh Hoàng Linh cũng như các anh chị em đã đóng góp hết sức to lớn cho chương trình này. A Di Đà Phật. Arigato. Tôi đã đi. Tôi mời tất cả các anh chị em mình á, ở trước mặt của chúng ta còn bánh trái, chúng ta trước mặt của chúng ta còn những gì thì chúng ta tụ lọc rồi xong cái sau đó là mình sẽ di chuyển ra hội trường để chuẩn bị chương trình tối nay. Thì mong cộng đồng bà con gần xa đang theo dõi livestream của thầy Nhật Vũ cũng như livestream của tất cả quý vị ở đây, chúng ta ráng cố gắng theo dõi và tối nay tới hội trường ở Takasago Takasagoshi để xem chương trình đại hội ca nhạc Arigato. Em bình thường đồng bài cũng được, nó dẫn bố em gọi hết đâu rồi.
tranh sao cho cảm động. Đúng. Biết sao cho mình cảm động. Đúng không?